Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật laser của DK. Và trước màn hình ống kính đây thì vị khách của chúng tôi ngày hôm nay thì đến DK để laser sạch lông mày của mình đi. Theo như tôi được vừa tìm hiểu thì lông mày này của chị đã là khoảng 6 đến 7 năm rồi ạ. Nhưng mời máy quay quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể quan sát cái tình trạng lông mày của chị nhé. Lông mày thì không có hiện tượng bị trổ sang màu xanh hoặc màu đỏ. Nhưng tuy nhiên thì đây là một cái gốc mực khá là đậm. Theo như tôi thấy thì và cái dáng mày của chị thì hai đầu lông mày bị hụt này. Ngoài ra thì dáng mày ngang. Chị ơi, mình làm lông mày này ý, thì sau khi mà laser xong lông mày này thì mình có ý định làm lông mày mới ở bên em không ạ? Mình chưa. À thế ạ, vâng. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia thực hiện laser cho chị gái nhé. Chị bắt đầu. Trước khi mà vị khách của chúng tôi thì thực hiện laser thì đã được ủ tê trong vòng 30 phút rồi. Và như chúng ta có thể thấy thì tê laser đi đến đâu thì cái gốc mực của chị đã mờ đi rất là nhiều rồi. Đó. Bên đâu? Chị có mấy giờ không? Có vẻ như là vùng da của chị, khách của chúng tôi ngày hôm nay thì da của chị khá là mỏng. Đó, cho nên là trong cái quá trình laser thì nó phải hơi châm chích một chút xíu thôi. Nhưng mà mọi người có thể thấy thì cái vùng da lông mày không hề bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là không có cái dấu hiệu bong chóc hay chảy máu. Và vùng lông mày của chị vẫn giữ nguyên và không hề có cái tình trạng bị cháy trụi lông. Đó. Vâng, em mời chuyên gia thực hiện nốt phần còn lại ạ. Và khi tê laser tác động lên trên bề mặt da này thì sẽ làm vỡ các hạt mực đó. Và ngoài ra thì sau cái quá trình từ 7 đến 10 ngày thì mực sẽ còn đẩy lên nữa. Thì chị Giang ơi, không biết là với cái lông mày này thì mình cần phải hút mấy lần hả chị? Với cái tình trạng mực của bạn ấy thì chắc là liệu trình cũng chỉ khoảng tầm đôi ba lần thôi. Vâng ạ, là hết sạch rồi đúng không chị? Đó, và như mọi người có thể thấy nhá. Mọi người đừng quên theo dõi clip này. Chúng tôi sẽ gửi clip để cho tất cả mọi người quan sát được cái sự khác biệt trước và sau khi hút nhé. Chị ơi, vậy thì trong cái quá trình sau khi hút xong như thế này thì mình có tác động bôi kem như thế nào thì để cho nó đẩy lên không? Mình sẽ bôi kem tái tạo giúp cho bạn ấy. Trong cái quá trình mà nghỉ ngơi thì bạn cũng nên sử dụng tái tạo thường xuyên. Vâng. Nó sẽ giúp cho cái gốc mực đẩy lên nhiều hơn. Vâng, vậy sau khi mà thực hiện laser này thì có cần phải ăn kiêng gì không hả chị? Sẽ không phải ăn kiêng cái gì hết mà. Không phải kiêng khem cái gì hết. Vâng. Mình vệ sinh cá nhân bình thường và vẫn có thể kẻ vẽ make up luôn nếu bạn muốn. Vâng, tức là mình có thể kẻ vẽ make up xong 15 phút sau là ok rồi. Đúng chị, đó có những người có thể thấy nhá. Và một liệu trình laser tại DK đang có giá niêm yết là 4 triệu. Và ngoài ra thì để tri ân tất cả các khách hàng trong cái mùa dịch này thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái ưu đãi hấp dẫn. Mọi người hãy inbox trực tiếp qua fanpage của DK hoặc cũng có thể gọi điện đến số hotline để được nghe tư vấn chi tiết về các dịch vụ cũng như là về các chương trình ưu đãi đang áp dụng tại DK nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.